diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8, tuần thi thứ hai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 tiếp tục thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, tuần 2 có trên 50.000 người tham gia thi với 165.000 lượt thi, trong đó có 22.600 người trả lời đúng tất cả các câu hỏi, tăng 6.000 người so với tuần 1. Năm đảng bộ có số người tham gia nhiều nhất gồm huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Xu Phì, Mèo Vạc, Yên Minh và huyện Xín Mẩn. Bên cạnh đó, cuộc thi tuần 2 thu hút 158 người ngoài tỉnh tham gia dự thi với hơn 10.000 lượt thi. Kết quả giải nhất thuộc về Ngô Thị Hường, phòng Tư pháp huyện Bắc Quang, giải nhì Phạm Hùng, trường sĩ quan pháo binh thành phố Hà Nội, Phạm Đức Toàn, ủy ban nhân dân thị trấn Việt Lâm, huyện Vị xuyên. Giải ba gồm Trần Nguyễn Thu Trang, bưu điện huyện Bắc Quang, Lý Văn Inh, bảo hiểm xã hội huyện Bắc Quang, Hoàng Ngọc Sơn, ban dân vận huyện ủy Quản Bạ và năm giải khuyến khích. Hiện đang là tuần 3, cũng là tuần thi cuối cùng đã chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 và kết thúc vào 22 giờ ngày 18 tháng 8.